Uyên Thi xin kính chào quý vị trong chương trình 5 phút vào bếp với Uyên Thi. Món ăn ngày hôm nay mà Uyên Thi muốn gửi đến quý vị đó là món tôm hấp trái dừa. Kính thưa quý vị, nghe nói tôm hấp trái dừa thì wow, không biết là chắc mình bỏ trái dừa vô rồi mình để lên sửng mình hấp. No. Nếu mà mình làm như vậy thì cái trái dừa của mình nó sẽ ra rất là xấu xí thưa quý vị. Thành ra mình phải có một cái trick ở trong đó, tất nhiên là một cái bí quyết, một cái mẹo ở trong đó. Thì Uyên Thi mua dừa về, Uyên Thi lựa trái dừa nào cho nó tròn, nó đẹp, nó ngon một chút. Xong rồi Uyên Thi mới cắt cái nắp dừa ra, mình chặt cái nắp dừa ra. Mình lấy cái muỗng hoặc là mình lấy cái con dao gì đó, mình nạo cái dừa này ra. Mình để dành đó để mình nấu cái nước lèo. Lấy cái nước dừa mình đổ vô trong cái nồi. Thưa quý vị, thì ở đây Uyên Thi dùng một trái dừa thôi, nhưng mà khi quý vị làm tiệc đó thì quý vị làm nhiều trái dừa, quý vị có thể dùng cái cocorico mình pha chung với cái nước dừa trái này mình bỏ vô đây cũng được. Uyên Thi sẽ cho vô khoảng chừng một chén rưỡi nước chicken broth thưa quý vị, để cho khi mà mình nấu như vậy cái nước lèo này một hồi mình ăn nó sẽ đậm đà hơn. Thay vì mình bỏ muối không á thì nó hoàn toàn là nước dừa, thành ra Uyên Thi bỏ một chút nước chicken broth vô để cho nó có cái vị, để mình trụng tôm cũng ngon nữa. Uyên Thi lựa cái con tôm thật là lớn. Những con tôm lớn như vậy thì một chút nữa mình để vô cái trái dừa mình mới thấy ngon. Và khi mình nếu mà quý vị dùng tôm này, quý vị hấp nước dừa, kêu là hấp trái dừa hoặc hấp nước dừa là họ chỉ nói để cho mình biết là con tôm nó làm chung với nước dừa. Nhưng thật sự ra là trụng con tôm trong nước dừa thì nó mới ngon, bởi vì cái nước dừa nó mới thấm vào con tôm, nó mới làm con tôm thêm phần ngọt. Và cái nước chicken broth cũng vậy, nó sẽ làm cho đậm đà cái nước lèo khi mà mình múc mấy miếng lèo đó mình ăn. Và ở đây Uyên Thi dùng khoảng từ 1 pound cho đến 1.5 pound hoặc 2 pound tùy ý quý vị. Cái dừa đó thì sau khi mà Uyên Thi nạo ra ở những trái dừa đó thì Uyên Thi sẽ cắt nó ra. Uyên Thi cắt nó ra thành từng miếng hoặc là từng sợi tùy theo quý vị. Quý vị muốn cắt làm sao cũng được. Ở đây Uyên Thi nghĩ mình cắt sợi đi cho nó đẹp. Đó, mình cắt sợi bự bự một chút để khi mà mình ăn cái nước súp á, mình cảm giác rằng là nó có những cái cùi dừa này nó sẽ ngon hơn thưa quý vị. Và bây giờ nước sôi rồi đó thì Uyên Thi bắt đầu Uyên Thi bỏ tôm vào, Uyên Thi trụng. Chờ cho con tôm nó chín là coi như mình xong cái món này, và mình sẽ sắp đặt cho nó thành một cái món ăn mà nhìn nó vừa đẹp mắt vừa cầu kỳ, để cho người ta nhìn người ta cảm thấy là wow, nhìn vô là cái món ăn này nó nổi nhất ở trong bàn tiệc thưa quý vị. Uyên Thi sẽ dùng khoảng chừng nữa cái bó parsley, tất nhiên là ngò Mỹ, để mà Uyên Thi làm decorate xung quanh. Thì sẽ vớt tôm ra. Tôm này bây giờ rất là ngon bởi vì nó vừa có nước dừa vừa có nước chicken broth, cho nên nó rất là đậm đà. Con tôm lại to và đỏ đẹp nữa thưa quý vị. Thiệt là hấp dẫn nha. Rồi sau cái này Uyên Thi mới nấu cái nước lèo như thế nào, để một hồi mình bỏ vào trong trái dừa. Uyên Thi sẽ cho cái dừa miếng vô trong này. Uyên Thi nấu ở trong đó, Uyên Thi để lửa thiệt là nhỏ. Bây giờ Uyên Thi nêm thử cái nước lèo coi nó vừa chưa. Ngon quá. Đây Uyên Thi sẽ làm một miếng nước sốt. Uyên Thi cho một chút tiêu vô trong này, vắt chanh vào. Uyên Thi sẽ cho vào một chút cái Tabasco. Cho thêm cái wasabi thưa quý vị. Quý vị thấy nó hơi sền sệt nè. Muối tiêu, Tabasco, wasabi. Rồi, mình sẽ múc cái nước lèo này vô trong cái trái dừa này thưa quý vị. Sẽ móc con tôm này vào. Quý vị nhớ móc cái đuôi nha. Cái đuôi con tôm vào. Uyên Thi sẽ dùng cái cồn thưa quý vị. Cái cồn này là cái nó kêu là power heat. Tất nhiên cái cồn này quý vị thấy mình thường làm lẩu làm đồ đó, mình sẽ dùng cái cồn này mình bỏ xung quanh rồi mình đốt lên. Wow, tôm hấp trái dừa hay là tôm quanh lửa hồng thưa quý vị. Đó là cái món ngày hôm nay Uyên Thi muốn chia sẻ đến quý vị. Trong cái món ngày hôm nay thì quý vị sẽ thấy rằng con tôm nó sẽ cháy đi bớt cái đầu và cái mùi nó sẽ thơm lên. Và hy vọng rằng quý vị sẽ làm món này trong những ngày lễ để gửi đến tất cả bạn bè cũng như người thân của mình. Uyên Thi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.